Thì bây giờ chúng ta nhìn vào những tài liệu trên Crypto Khoan thì các bạn thấy được là ngoại trừ những cái thông tin mà thường đã mang đến cho bạn liên quan tới là bao nhiêu người sử dụng những đòn bẩy bây giờ và hoạt động có vô như thế nào thì chúng ta hãy nhìn vào những cái thông tin mà chúng ta nhìn vào hàng ngày đi bây giờ chúng ta hãy nhìn vào là có bao nhiêu bịch được nạp vào và rút ra khỏi sàn thì các bạn thấy được là ngày 15 tây các bạn đang thấy được là có sơn lớn bịch được nạp vào là 72,4 ngàn bịch coin được nạp vào trong những sàn giao dịch và rút ra ngày đó chỉ có 54,77 ngàn Bitcoin mà thôi. có Nghĩa là ngày hôm đó ngày 15 Tây đã có thêm 17 ngàn Bitcoin trên sàn. Nhưng mà ngày hôm qua ngày 16 Tây chúng ta vẫn chưa có cái thông tin cho ngày hôm nay. Nhưng mà hôm qua thì có 34 ngàn Bitcoin được nạp vào và 35 ngàn Bitcoin được rút ra. có Nghĩa là chúng ta thấy được là cũng cân bằng lại ngày 16 Tây. Nhưng mà trong vòng 7 ngày qua thì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin được nạp vào tổng cộng là 442 ngàn và rút ra tổng cộng trên những sàn giao dịch là 409 000 Nghĩa chúng ta vẫn có thêm Bitcoin trên sàn là 33.320 Có nghĩa là cái số lượng nạp vào với rút ra đó thì cái số lượng nạp vào là có thêm 7,53% Bitcoin được nằm trên sàn vì cái số lượng nạp vào nhiều hơn là rút ra Và cái tài liệu liên quan đến cá voi thì cũng tương tự như chúng ta mới vừa thống kê Thì các bạn thấy được là cá voi hoạt động nhiều hơn trong thời gian mấy ngày qua và đặc biệt là trong vòng 2 ngày qua để thường cho các bạn thấy được là tình hình là các bạn thấy được là đây là bao nhiêu phần trăm của số đường nạp vào và rút ra của những cá voi đó giống như là các bạn thấy được là ngày 16 tây đi thì 40,69% cho số lượng bịch được nạp vào như là 40% của cái số lượng 34.000 bịch này đến từ những cái ví cá voi thì là được nạp vào và rút ra là 45% cũng như là 45% của cái số lượng mà rút ra trong 35.000 Bitcoin này là rút về những cái ví của cá voi thì các bạn thấy được là cũng phản ảnh cái thông tin tương tự chúng ta thấy được là trong vòng 7 ngày qua đó thì cái số lượng Bitcoin trung bình trước khi mà có cái sự hiện diện của những cá voi ngày 15 và 16 tây đó là khoảng 33,5% mà thôi. Nhưng mà trong giờ ngày 15 tây và 16 tây đó thì đã có nhiều hoạt động đến từ những ví cá voi hơn, nghĩa là các bạn thấy là cá voi đã nạp tiền vào nhiều hơn trong vòng 2 ngày vừa qua và rút ra thì các bạn thấy được là cũng trong phạm vi trung bình như mấy ngày qua. Có nghĩa là cái lực bán trong thời gian hai ngày qua thì chúng ta có lòng tin là đến từ những ví mà có nhiều Bitcoin và các bạn cũng thấy được là thời đào bây giờ thì không có bán mạnh các bạn thấy được là trong thời gian 7 ngày qua thì 5 trên 7 ngày đã không có cái hiện tượng bán mạnh và đặc biệt là 4 ngày liên tục ngày 13 14 15 16 tây các bạn đã thấy được là 4 ngày liên tục thì chúng ta không có cái hiện tượng là những thời đào bán mạnh và những thời đào đó thường thì bạn cũng đã biết là họ chỉ bán mạnh khi mà họ nghĩ là thị trường đang có lực mua mạnh mà thôi cho nên trong cái tình trạng này chúng ta vẫn chưa thấy là thời đào bán trong vòng 4 ngày qua và đương nhiên đây là một cái phần giảm trong cái lực bán của những thời đào và 7 ngày qua thì trung bình chúng ta vẫn nằm trong cái tình trạng là bán mạnh tại vì ngày 11 tây và ngày 12 tây thì lực bán rất là mạnh trong vòng 2 ngày đó. Nhưng mà bây giờ thì thợ đào đã giảm đi cái số lượng cơ được bán và chúng ta khi nào mà thấy cái số lượng mà thợ đào bán tăng lên qua khỏi con số 2 đó thì chúng ta sẽ thấy được là lực mua đã trở lại. Bây giờ thì vẫn chưa chúng ta bây giờ nhìn vào Ethereum đi thì có một thông tin Thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái ngày mà chúng ta thấy cái số lượng lớn Ethereum được rút ra khỏi sàn đó đột ngột là ngày 14 tây lúc đó chúng ta có 309 000 Ethereum được nạp vào nhưng mà có tới 993.000 Ethereum được rút ra thì cuối cùng chúng ta cũng đã nhận được thông tin đến từ crypto Khoan các bạn cũng đã thấy được là trên màn hình đó, cái đường mà màu đen này đó chính là giá của Ethereum và cái đường mà màu đỏ này đó chính là bao nhiêu Ethereum bị mất đi khỏi sàn thì đột ngột các bạn thấy ngày 14 tây có cái sự sụp đổ trong bao nhiêu ethereum còn trên sàn dẫn đến là nhiều người nghĩ là ethereum đột ngột bị mất đi rất nhiều có ai đã thu mua rất nhiều nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là crypto coin cũng đã confirm với lại sàn bitfinex họ đã chứng nhận là 2,3 triệu ethereum mà các bạn thấy đã mất đi cái ngày đó đó chính là được di chuyển vào cái ví riêng của sàn bitfinex là genesis safe wallet đây là một cái ví mà sử dụng multi-sig Nghĩa là các bạn có thể cần uh, nhiều chữ ký trước khi mà được di chuyển Đây là một trong những cái loại ví mà sàn hay sử dụng Thì tiếp tục khoa nói là trong thời gian ngắn sẽ điều chỉnh lại cái tình hình của Temium Nhưng mà nếu chúng ta không tính cái tình hình của ngày 14 tây Chúng ta bỏ đi cái thông tin này thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta vẫn thấy là tính luôn ngày hôm qua là ngày 16 tây thì có 285.000 tiền được nạp vào 289.000 Ethereum được rút ra, thì các bạn thấy được là Ethereum bị mất đi 4, 4 ngàn trên sàn và không tính ngày 14 tây, các bạn thấy được là cái xu hướng của Ethereum trên sàn vẫn là cái xu hướng là trong cái tình trạng là đi xuống như là càng ngày càng ít Ethereum trên sàn hơn. Đây vẫn là sự thật và đương nhiên các bạn thấy là giá cả cũng đã phản ứng để cho chúng ta thấy được là cái nguồn cầu bị giảm đi mà nguồn cung cứ như vậy hay là tăng lên thì giá sẽ như thế nào? Giá đương nhiên là sẽ có sự tăng trưởng. Cho nên chúng ta mới thấy được là Ethereum có một cái sự tăng trưởng mạnh. À, trong thời gian 30 ngày qua các bạn thấy được là Tamiam trong vòng 30 ngày qua đã tăng 91% rồi và một trong những điều khác mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó là nhiều khi à, thường chia sẻ các bạn lại comment bên dưới nói là à, thường mới vừa chia sẻ là tiền bị hiếm đi hay là bitcoin có bitcoin haven thì sao mà không thấy giá tăng thì các bạn à, cũng phải có một cái gọi là nhẫn nại tại vì các bạn thấy được là bất cứ một cái điều gì đó cũng cần thời gian để cho cái sự thật bắt đầu thấm vào thị trường các bạn cũng đang thấy được là khi thường chia sẻ Bitcoin halving, á Hiện tượng mà Bitcoin bị mất đi phân nửa khi mà chúng ta thấy là hiện tượng halving xảy ra thì cái số lượng Bitcoin ra đời sẽ bị giảm đi phân nửa Thì lúc đó rất nhiều bạn sau khi Bitcoin halving xảy ra hồi tháng 5 đó thì lại nói là sau đó một tuần Thì lại nói là tại sao Bitcoin halving có mà giá không tăng Nhưng mà thường đã chia sẻ với các bạn là thường chúng ta thấy được là bất cứ một hiện tượng nào xảy ra đó thì phải tốn một, một thời gian Trước khi mà chúng ta thấy hiện tượng đó bắt đầu là có hiệu quả trên thị trường giống như các bạn thấy được là bitcoin sau bitcoin hai bình thường là 6 đến 8 tháng thì mới có cái sự tăng trưởng tại vì lúc đó chúng ta mới thấy được là cái số lượng bitcoin ra đời bị giảm đi phân nửa đã bắt đầu là có cái sự ảnh hưởng đến thị trường tại vì trước đó vẫn có thể là có người có bitcoin trong tay mà họ chưa có bán vẫn có thể là có nhiều thời đào có nhiều bitcoin tồn kho mà họ chưa có bán cho nên bitcoin bị giảm đi phân nửa ra đời cũng chưa hẳn là sẽ có cái sự tăng giá ngay lập tức nhưng mà các bạn thấy được là tháng 5 rồi 6 tháng sau đó là tháng 11 chúng ta mới bắt đầu thấy là Bitcoin có sự tăng trưởng và đây vẫn đi theo những cái chu kỳ tăng trưởng trước đó Ethereum cũng vậy các bạn thấy được là thường đã chia sẻ rất là lâu cái số lượng người tìm đi mất đi khỏi sàn đây là một hiện tượng mà không phải là một số một chiều mà các bạn thấy được là đã xảy ra trong vòng mấy tháng qua thì đương nhiên các bạn thấy được đây là một trong những điều có thể dẫn đến giá tăng lên và giá cũng đã tăng lên uh, trong khoảng thời gian là từ đầu năm nay cho đến thời điểm bây giờ cho nên bất cứ một hiện tượng nào xảy ra thì các bạn cũng cần phải uh, có một sự chuẩn này. Tại vì khi mà một gì đó xảy ra thì chúng ta phải cần thời gian để cho cái điều đó thực sự là thấm vào trong thị trường chứ không phải là sẽ có hiệu lực ngay lập tức ngày mai. Đây là điều mà thượng muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến những cái dữ liệu on-chain ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy chuyển qua và nói về một số những cái tâm lý liên quan tới altcoin. Tại vì thượng nghĩ đây là một điều mà quan trọng hơn để các bạn hiểu được mùa altcoin là gì và tại sao lại có mùa altcoin. Và những gì các bạn cần phải lưu ý đến.